Thưa quý vị, một năm kể từ khi xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas của Palestine nổ ra tại dải Gaza, Trung Đông đã rơi vào cảnh hỗn loạn và đang đứng bên bờ vực của một cuộc chiến toàn diện trong khu vực. Cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 không chỉ đẩy cuộc xung đột Israel-Hamas vào vòng xoáy bạo lực nghiêm trọng mà còn làm gia tăng các căng thẳng giữa Israel và một số nhóm vũ trang tại Trung Đông. Phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Thời gian gần đây, quân đội Israel đã tăng cường tấn công các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban, ám sát thủ lĩnh của Hamas và Hezbollah. Để trả đũa cho những cuộc ám sát đó, trong đó có vụ sát hại thủ lĩnh chính trị của Hamas ngay tại thủ đô Tehran, Iran đã thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào lãnh thổ Israel. Israel tuyên bố sẽ trả đũa, trong khi Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Tel Aviv tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo. Có thể thấy Trung Đông vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro khi các bên đều có những toan tính xét về mặt quân sự và chiến lược. Riêng với Israel, mục tiêu cuối cùng của nước này là muốn loại bỏ hoàn toàn Hamas và Hezbollah. Tình hình Trung Đông trong năm qua cũng diễn biến phức tạp khi lực lượng Houthi ở Yemen tấn công nhiều tàu thương mại đi qua Biển Đỏ kể từ tháng 11 năm ngoái, đe dọa nghiêm trọng giao thương trên tuyến đường hàng hải huyết mạch giữa châu Âu và châu Á này. Cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Hamas đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo hết sức tồi tệ khi hơn 2 triệu người Palestine ở Gaza không được tiếp cận với các nhu cầu cơ bản như thực phẩm, nước, vệ sinh, nơi trú ẩn an toàn và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo các số liệu mới nhất, các cuộc xung đột ở Gaza và Liban đã cướp đi sinh mạng của gần 42.000 người Palestine và hơn 2.000 người ở Liban. Chiến sự đã tàn phá nghiêm trọng nền kinh tế và cơ sở hạ tầng ở Gaza và Liban. Nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa, trẻ em không thể đến trường. Nạn đói đang đe dọa hơn 2,1 triệu cư dân tại Gaza, trong khi viện trợ nhân đạo ngày càng khó khăn. Cộng đồng quốc tế đã và đang có các nỗ lực ngoại giao để chấm dứt xung đột. Ai Cập cùng với Mỹ và Qatar đang cố gắng làm trung gian hòa giải nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán cho đến nay vẫn chưa đi đến thỏa thuận này. Sau một năm nổ ra cuộc xung đột ở dải Gaza, kéo theo cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng ở Liban và những căng thẳng ở Biển Đỏ, triển vọng đạt được thỏa thuận ngừng bắn vẫn rất xa vời do các bên không sẵn sàng đối thoại và thỏa hiệp. Những diễn biến gần đây đang đẩy Trung Đông đến bờ vực của một cuộc chiến toàn diện. Theo đánh giá của giới phân tích khu vực, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những quốc gia có ảnh hưởng, cần phải có trách nhiệm và ý chí chính trị để chấm dứt các cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Giới phân tích cũng cho rằng bối cảnh Trung Đông hiện nay chắc chắn sẽ thúc đẩy các quốc gia trong khu vực tái định hình chính sách đối ngoại và quốc phòng của mình để đối phó với mọi thách thức về an ninh. Nguyễn Trường, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông.